10 công cụ miễn phí giúp bạn SEO lên top hiệu quả. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing và mình là Tân. Thì với vấn đề SEO là một cái vấn đề mà rất nhiều người quan tâm, cũng như rất nhiều người tìm kiếm cái cách hướng dẫn, cách làm như thế nào để mang lại hiệu quả. Thì trong quá trình SEO, đòi hỏi các bạn phải có những cái công cụ hỗ trợ. Những công cụ này đóng nhiều cái vai trò khác nhau trong quá trình làm SEO. SEO không đơn giản là các bạn chỉ là viết bài, mà các bạn còn tối ưu rất là nhiều thứ và bạn phải đo lường những cái thông số khác nhau để các bạn có thể có được những cái kết quả tốt nhất. Và với 10 công cụ miễn phí này thì bạn sẽ có thêm nhiều cái ý tưởng để các bạn làm SEO, cũng như là các bạn có thêm nhiều cái kinh nghiệm trong cái quá trình mà các bạn lên một cái chiến lược làm SEO như thế nào. Và nếu giá trị video clip này thấy hay thì đừng quên bấm like video ủng hộ cho Tân, cùng với đó là subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho team của Tân cùng phát triển thêm nhiều video khác để hỗ trợ cho các bạn. Và bây giờ Tân cùng các bạn sẽ đi vào nội dung chính của video này. Thì với video này Tân sẽ liệt kê ra tên của các công cụ và sau đó sẽ nói về chức năng của các công cụ đó là gì để các bạn có thể là tự tìm hiểu và phát triển nó. Dĩ nhiên là trên kênh Tân Nguyễn Marketing, Tân sẽ làm hết tất cả những video liên quan tới những công cụ này và hướng dẫn sử dụng chi tiết và cụ thể từng công cụ để cho các bạn có thể nắm bắt được. Và với những công cụ lát nữa Tân liệt kê thì đâu đó cũng có một vài công cụ là Tân đã làm video rồi. Bạn chỉ cần tìm kiếm trên kênh này là sẽ thấy mà thôi. Bây giờ sẽ đi vào nội dung chính. Đầu tiên đó chính là Google Page Speed. Page Speed Insight. Công cụ này giúp kiểm tra tốc độ và tính khả dụng của trang web trên nhiều thiết bị, đặc biệt là với thiết bị điện thoại di động hay là máy tính bảng. Thì bởi vì không phải là ở mỗi thiết bị nó đều thể hiện giống nhau, và cái tốc độ load trang như thế nào, cái tốc độ tải trang ra sao thì nó sẽ thống kê hết cho các bạn. Thứ hai đó chính là keyword tool.io gợi ý ý tưởng từ khóa dựa trên một từ khóa đơn. Thì với keyword tool.io nó sẽ lọc ra những cái từ khóa cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5, đi sâu hơn chi tiết vào những cái từ khóa đó, giúp bạn có thêm nhiều cái ý tưởng khác nhau phù hợp với lại cái chủ đề mà các bạn muốn viết bài. Thứ ba đó là Google Keyword Planner. Công cụ này có sẵn ở trong Google Ads. Bạn chỉ cần thiết lập tài khoản Google Ads là bạn sẽ sử dụng được công cụ này. Với công cụ này, bạn có thể biết những gì mọi người tìm kiếm. Tân thêm xin gợi ý thêm một số cái chi tiết bên trong cái keyword planner này, là ngoài cái việc mà nó thống kê ra những cái từ liên quan và những cái từ mà có cái sự mà tương tự, thì nó cũng có thống kê ra được là cái mức độ tìm kiếm hàng tháng, cái sự cạnh tranh trung bình hay là cao, và nó cũng thống kê ra được là cái mức giá thầu đang hiện tại ở nằm khu vực nào để bạn có thể thấy được cái kết quả. Thì bản chất của nó thực tế ra là nó hỗ trợ cho cái việc mà chạy ad của Google tìm kiếm, chủ yếu Google tìm kiếm nhiều hơn là việc làm SEO. Nhưng mà với Google tìm kiếm hay SEO nó cũng là từ từ khóa mà ra cả, nó cũng dựa trên cái việc mà tìm kiếm từ khóa, nên nó là một cái sự bổ sung cho việc làm SEO là hiển nhiên. Thứ tư đó là Google Analytics. Với Google Analytics thì như Tân viết sai về cái chính tả thì phải. Analytics đúng rồi. Thống kê những chỉ số liên quan đến web và thông tin chi tiết về tìm kiếm trên web.
Thì với Google Analytics bạn có thể thấy được là cái người truy cập đến từ đâu, đến từ nguồn nào, họ dùng thiết bị gì, họ trong cái thông tin là insight là như thế nào cụ thể, và bên trong cái nội dung web là họ tìm kiếm những cái gì, họ đi theo cái luồng hành vi như thế nào, để bạn có thể tối ưu được cái trang web của các bạn, tối ưu bài viết các bạn. Tân giả sử một cái để các bạn dễ hiểu, trong cái việc mà phân tích chỉ số analytics, có nghĩa là một cái bài viết của bạn, bạn sẽ gắn những cái external link, có nghĩa là những cái đường link nội bộ, những bài viết liên quan tới là cái bài viết mà bạn đang muốn truyền tải. Thì với cái việc mà hành vi khách hàng, khi mà khách hàng đi vô bài viết đó, họ không có hứng thú để bấm vào cái bài viết liên quan đó, và cái tỷ lệ rất là thấp, thì bạn nên thay đổi ngay cái đường link đó qua một cái chủ đề khác, để khi đọc cái bài viết đó họ có sự liên tưởng, có sự liên quan tới cái bài viết mà được đề xuất đó, để họ bấm vào coi tiếp. Như vậy mới tối ưu thêm được cái lượng traffic ở trong web của các bạn. Thì đó là cái chỉ số mà Google Analytics có thể thống kê được cho bạn, và bạn có thể hiểu và bạn có thể cải tiến, có thể là tối ưu lại trên website của bạn như thế nào. Thứ năm đó chính là Google Trend. Google Trend giúp theo dõi xu hướng tìm kiếm của các từ khóa. Với Google Trend thì nó thống kê ra cái độ mà tăng trưởng tìm kiếm của từ khóa trong từng thời gian cụ thể nhất định, và nó sẽ thống kê qua cái việc mà xu hướng thị trường hiện nay có quan tâm tới chủ đề đó hay không, quan tâm tới cái từ khóa đó hay không, thì bạn sẽ có những cái chiến lược làm marketing tiếp theo thật sự hiệu quả cho cái sản phẩm của các bạn. Thứ sáu đó chính là Wix Sprout website Analyzer. Cái công cụ này sẽ phân tích đầy đủ về web của bạn. Công cụ này sẽ phân tích tất cả mọi thứ chi tiết bên trong web của bạn, về tất cả các thông số, tất cả những cái yếu tố thông số kỹ thuật cần thiết để bạn có một cái nhìn, một cái hiểu tổng quan về cái website của bạn cần những gì và nó đang như thế nào. Thứ bảy đó chính là Similar Web. Xem thống kê trang web cho bất kỳ. Các bạn hãy bấm vào nút subscribe đăng ký và sau đó bật chuông thông báo tất cả để nhận được những video mới nhất từ Tân. Tên miền nào? Công cụ này cũng là một cái công cụ giúp kiểm tra website, sẽ thấy được cái lượng truy cập đến từ đâu, cái trang web đó nó có những gì, có những thông số gì. Thì với cái việc mà các bạn kiểm tra một cái trang web đó thì bạn sẽ thấy được cái xếp hạng trang web đó ở trên thế giới là như thế nào, trang web này đã tồn tại bao lâu, cái độ uy tín của trang web này ra sao, thì bạn có thể có một cái nhìn rõ ràng và thực tế và đánh giá được cái tiềm năng, tiềm lực của cái công ty, cái doanh nghiệp bất kỳ nào đó. Và với cái việc mà bạn hiểu chính trang web của các bạn đang ở đâu, đang như thế nào, thì bạn sẽ có những cái cải tiến sắp tới cho nó phù hợp để giúp tăng thứ hạng website của bạn cao hơn trên Internet. Thứ 8 đó chính là Ship Brand Checker. Bạn có thể biết được mọi biết được nơi trang web của bạn được xếp hạng với cụm từ nhất định. Nói một cách dễ hiểu cho cái công cụ này, đó chính là với cái cụm từ đó thì cái xếp hạng của trang web bạn đang ở vị trí thứ mấy. Ví dụ bạn tìm kiếm là Tân Nguyễn Marketing ở trên Google thì chắc chắn trang web của Tân đã xếp vị trí thứ nhất rồi. Còn bạn tìm kiếm về ví dụ như là thuật ngữ marketing đi, thì có một bài viết của trang web của Tân đang xếp ở vị trí thứ tư hoặc thứ năm gì đó, thì bạn có thể check thông tin này. Rớt hạng hay không thì không biết, lâu rồi không check. Thì bạn có thể thấy được cái thông tin này. Thì với công cụ này thì các bạn có thể check được cái từ khóa đó ở trên website của bạn đang đứng ở vị trí thứ mấy.
Thôi giả sử Tân tôi check luôn để Tân kiểm tra luôn là cái từ khóa của mình đang đứng ở vị trí thứ mấy ha, ví dụ như là thuật ngữ marketing này, thuật ngữ marketing đây, thuật ngữ marketing. Vậy để Tân đếm ở vị trí thứ mấy, 1 2 3 4 5. Ủa à, 5 đúng, vị trí thứ 5, dưới năm ha. Đó đó là cái vị trí mà nếu bạn sử dụng cái công cụ Sip Brand Checker này thì bạn có thể làm được điều đó. Thứ 9 đó chính là copy scape. Bạn có thể kiểm tra nội dung trùng lặp với công cụ này. Nội dung trùng lặp có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái nội dung này đã tồn tại trên internet rồi, đã được viết bởi một cái website khác rồi và được lưu vào trong bộ nhớ của Google. Thì với cái nội dung trùng lặp thì cái khả năng mà thăng hạng ở trên top của bạn nó khá là thấp. Bởi vì sao? Bởi vì khi bạn sử dụng nội dung trùng lặp thì nó sẽ bị Google phát hiện và Google đánh giá là bạn đi copy. Nên là cái copy scape này bạn sẽ kiểm tra được dự nội dung Uniware. Nếu mà đọc tiếng Anh là Unip, nhưng mà đọc theo tiếng Việt cho dễ hiểu là Uniware. Cái từ này nè các bạn, Tân sẽ viết ra cái chữ Uniware cho các bạn ha. Bạn có thể tìm hiểu thêm Uniware này, hoặc có thể bấm subscribe đăng ký kênh và theo dõi kênh Tân Nguyễn Marketing. Tân sẽ phân tích những cái liên quan tới SEO này rất là nhiều. Uniware ha, nội dung Uniware, thì bạn sẽ hiểu được cái tỷ lệ Uniware là bao nhiêu phần trăm. Nếu mà nó nằm ở mức tầm 70% trở lên là ổn, ổn thôi nha, ổn, nhưng mà chấp nhận được ổn từ 70% trở lên. Thì cái copy scape này nó sẽ giúp cho bạn kiểm tra được thông tin đó. Và khi với cái thông tin mà Uniware mà nó tốt như vậy thì khả năng thăng hạng của bạn mới cao. Bởi vì Google nó đánh giá và cái tính sáng tạo và cái tính mà chuyên biệt, tính khác biệt, tính mà độc nhất của nội dung ha, nên là nó không có khuyến khích cho cái việc mà copy. Thứ 10 đó chính là SML sitemap. Với SML sitemap là giúp bạn trong việc xây dựng sơ đồ trang web. Việc xây dựng sơ đồ trang web này có ý nghĩa là gì? Có ý nghĩa là nó giúp cho cái bộ máy của Google có thể nhận dạng được cấu trúc trang web. Nó giống như một cái khung xương cho cơ thể các bạn vậy. Ở khung xương của bạn đầu tiên là đầu đến cổ, rồi đến cái bộ xương sườn, rồi có cái cột sống nó dựng xuống, rồi qua hai cái tay, rồi xuống hai cái chân, rồi các kiểu. Thì SEO sitemap nó là cấu trúc giống như vậy. Nó là một cái khung 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 giống hồi xưa nếu mà bạn học tin học á, căn bản á, bạn sẽ hiểu về cây thư mục. Cây thư mục thì cái SML sitemap này nó cũng vẽ ra những cái nội dung bên trong cái website của bạn, ra những cái cây thư mục như vậy để Google có thể hiểu cái bố cục quản lý nội dung bên trong cái trang web của bạn như thế nào, để cái người khách hàng á, cái người mà người độc giả, người quan tâm đó, người ta tìm kiếm thì nó sẽ dễ ra nội dung hơn, và Google cũng dễ mà thống kê cái việc mà phân bổ nội dung vào cái server của nó cách dễ dàng hơn, giúp cho tăng thứ hạng tìm kiếm cũng như là việc tìm kiếm nó cũng thuận lợi hơn. Thì với 10 công cụ này, Tân tin chắc khi mà bạn hiểu nó và bạn sử dụng được nó thì đó là một cái gì đó bổ trợ rất là tốt cho việc làm SEO của bạn, và đặc biệt là nó hoàn toàn miễn phí ha. Dĩ nhiên là bạn nâng cấp sẽ phải tốn phí thôi, nhưng mà nếu mà sử dụng basic và căn bản thì nó hoàn toàn miễn phí. Và với việc bạn hiểu được tất cả những tính năng này thì bạn sẽ biết được là SEO nó không đơn giản là tối ưu cái từ khóa ở trên cái bài viết của bạn đâu, mà có rất là nhiều thứ để bạn có thể làm. Bởi vì vậy nên khi làm SEO thì bạn sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức lẫn kiến thức, kỹ thuật, trí tuệ để bạn đưa vào nó, chứ không phải là không không mà bạn có thể lên top được. Bởi vì ai cũng muốn lên top cả, mà lên top dễ thì ai ai cũng làm được rồi, vậy ai đứng nhất, ai đứng nhì ha. Đó thì khi đó bạn sẽ hiểu được gọi là những cái mà cần thiết trong quá trình làm SEO và sẽ mang tính hiệu quả cao trong quá trình mà các bạn lên plan chiến lược. Ok, nếu giá trị video clip này thấy hay thì đừng quên bấm like video để ủng hộ cho Tân, cùng với đó là subscribe đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Ở trong cái tương lai bạn sẽ nhận được hết tất cả, Tân hứa ha, tất cả những cái video hướng dẫn và tất cả những công cụ này để cho các bạn có thể hiểu, có thể nắm bắt và có thể sử dụng được. Và Tân tin chắc với những video đó thì bạn dư sức
làm được giống y chang như vậy và mang lại kết quả hiệu quả nhất cho cái việc mà làm SEO của các bạn. Bạn có cảm nhận như thế nào về giá trị video mang lại và có bất kỳ câu hỏi nào hay không? Hãy để lại phần bình luận bên dưới comment. Tân sẽ trả lời hết tất cả những thắc mắc đó cũng như là tất cả những cái ý kiến đó của các bạn. Video này là hết. Xin chào tạm biệt các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.